Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn món mực nhồi thịt chiên nước dừa. Chắc chắn bạn sẽ không bao giờ quên được hương vị tuyệt vời của món ăn này dù chỉ thưởng thức một lần. Nguyên liệu để làm nên món ăn này, mình đã chuẩn bị trước một con mực đã làm sạch, một ít nấm hương, mục nhĩ. Nấm hương, mục nhĩ mình cũng đã ngâm và làm sạch. Một ít hành củ, hành lá. Gia vị bao gồm đường, mì chính, hạt nêm, hạt tiêu. Khoảng 300g thịt lợn, tốt nhất thịt có lẫn ít mỡ để khi ăn không bị khô. Một ít nước mắm ngon. Một quả dừa. Trước tiên thịt lợn, hành củ mình thái nhỏ và cho vào máy xay cùng. Thịt đã thái xong, bây giờ mình cho vào máy xay nhé. Xay đến khi thịt nhuyễn ra là được nha các bạn. Mục nhĩ và nấm hương mình cũng đem thái và băm nhỏ ra. Hành lá cũng vậy nhé, mình thái nhỏ. Bây giờ cho tất cả vào một cái bát. Cho tất cả gia vị vào. Thêm nước mắm. Dùng tay trộn đều, xong rồi chúng ta sẽ ướp khoảng 15 đến 30 phút cho ngấm gia vị. Ok, thịt đã xong. Bây giờ mình sẽ nhồi thịt vào trong con mực nhé. Thịt đã nhồi hết, chúng ta dùng tăm để vá phần đầu con mực. Bây giờ mình sẽ rán mực nhé. Đổ dầu vào chảo. Dầu nóng cho mực vào. Các bạn để ý chở mực thường xuyên để con mực không bị cong. Mình dùng tăm nhọn đâm vào thân con mực để mực ra hơi không bị bục, đồng thời để nước dừa ngấm vào phần thịt bên trong. Bây giờ mực đã chuyển màu vàng, mình đổ nước dừa vào nhé. Mình tiếp tục chiên cho đến khi nào nước dừa đặc sệt lại là được nhé các bạn. Mực sau khi chín mình thay miếng và bày ra đĩa này. Các bạn cảm thấy thế nào ạ?
Mực này mình sẽ chấm với tương ớt nhé. Mình sẽ ăn thử một miếng. Wow, rất là ngon nha các bạn. Vị ngọt của thịt và mực, mùi thơm của nước dừa, vị cay của tương ớt tạo nên mùi vị rất là ngon và rất là khác biệt đó các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh có chuông để theo dõi video tiếp theo của mình nhé. Bye bye, tạm biệt các bạn.